Thấy việc này rồi, tự nghĩ bản tánh thân ta đủ pháp giống như thế, nếu chưa chứng niết bàn cuối cùng cũng như vậy, nên sanh nhàm chán và xa lìa. Đó là Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác nên trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác nên trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, bị chim thú ăn rồi bất tịnh thối rữa, máu mủ chảy lan tràn, phát sanh vô lượng thứ trùng, đủ loại giòi dơ bẩn hôi thối hơn chó chết. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa được niết bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên phát sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, trùng giòi ăn rồi, giả thịt lồi xương, lóng đốt dính nhau, gân buộc máu tràn, chỉ còn thịt bầy nhầy. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa chứng niết bàn cuối cùng cũng như vậy, nên sanh nhàm chán và xa lìa. Đó là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, đã thành xương vụn, máu thịt cạn khô, chỉ còn những sợi gân dính lại. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa đạt niết bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên phát sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, chỉ còn lại xương trắng, trắng tinh như ngọc tuyết kha, các gân mục nát, lóng đốt rời rạc. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa được niết bàn rốt cuộc cũng như vậy, nên sanh nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, đã thành sắc trắng, đốt xương phân tán vun vãi khắp nơi. Thấy việc này rồi tự nghĩ thân ta bản tánh giống vậy, đủ pháp như thế, nếu chưa được niết bàn rốt ráo